Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy hoạt động của hệ thống phòng không TOW-M1 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng phá hủy bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên rơi xuống lãnh thổ nước này, sau khi Bình Nhưỡng thông báo kế hoạch phóng vệ tinh quân sự. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đang cân nhắc từ bỏ sáng kiến vành đai và con đường. Tổng thống Ukraine Zelensky đệ trình một dự luật áp đặt trừng phạt lên Iran trong 50 năm vì cáo buộc nước này hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy hoạt động của hệ thống phòng không TOW-M1 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Với sự trợ giúp của trạm radar, đơn vị vận hành hệ thống TOW-M1 được triển khai ở tiền tuyến tại khu vực lân cận Krasny Liman đã phát hiện ra các UAV của Ukraine đang di chuyển về phía quân đội Nga. Sau khi xác định mục tiêu, hệ thống khai hỏa và tiêu diệt UAV đối phương trước khi chúng hành động. Theo Sputnik, hiệu quả của hệ thống này đã gạt bỏ những thông tin cho rằng các vũ khí cũ của Nga không thể cạnh tranh với các loại vũ khí của phương Tây. Hệ thống TOW-M1 có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để chống lại máy bay cánh cố định và máy bay cánh quay UAV, tên lửa dẫn đường cùng các loại vũ khí chính xác khác ở độ cao trung bình, thấp. Truyền thông Nga cho biết, hệ thống TOW-M1 có thể phát hiện đồng thời tới 48 mục tiêu và theo dõi đồng thời 2 mục tiêu. Phạm vi phát hiện mục tiêu của hệ thống này lên tới 27 km. Thời gian phản ứng của tổ hợp kể từ thời điểm mục tiêu được phát hiện đến khi phóng tên lửa chỉ trong 7 đến 10 giây. Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng phá hủy bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên rơi xuống lãnh thổ nước này, sau khi Bình Nhưỡng thông báo kế hoạch phóng vệ tinh quân sự. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hủy diệt đối với tên lửa đạn đạo và các tên lửa khác được xác nhận rơi xuống lãnh thổ của chúng tôi, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố hôm 29 tháng 5. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ sử dụng tên lửa đánh chặn SM-3 hoặc tên lửa phòng không PAC-3 để bắn hạ tên lửa Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới chức Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh quân sự đầu tiên từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết vụ phóng này đã được Bình Nhưỡng chuẩn bị trong một thời gian dài. Đây được xem là nỗ lực của Triều Tiên trong việc tăng cường năng lực trinh sát và theo dõi thông tin tình báo. Vệ tinh này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ chỉ điểm cho các máy bay không người lái của quân đội Triều Tiên trong trường hợp xung đột xảy ra. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã ra tuyên bố, yêu cầu Triều Tiên dừng vụ phóng vệ tinh quân sự với lý do vụ phóng này sẽ vi phạm nhiều lệnh cấm vận quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng bất kỳ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiên đều vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Masuno cảnh báo bất kỳ vụ phóng nào của Triều Tiên, dù là phóng vệ tinh, đều ảnh hưởng đến sự an toàn của công dân Nhật Bản. Vẫn có thể có quan hệ tốt với Trung Quốc dù không tham gia thỏa thuận thuộc sáng kiến vành đai con đường. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày 28 tháng 5, khi chính phủ của bà đang cân nhắc từ bỏ dự án. Ý là quốc gia lớn duy nhất ở phương Tây tham gia sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, một dự án nhằm hồi sinh con đường tơ lụa cũ để kết nối Trung Quốc với hàng loạt nước châu Á và châu Âu thông qua các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Trong cuộc trả lời nhật báo In Message Zero, Thủ tướng Meloni nói rằng vẫn quá sớm để dự đoán việc Ý có tiếp tục tham gia dự án ký từ năm 2019 hay không. Việc Ý tham gia sáng kiến này vấp phải chỉ trích của Washington và Brussels. Đánh giá của chúng tôi rất tế nhị và động đến nhiều mối quan tâm, bà Meloni nói. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2024 nhưng sẽ tự động được gia hạn nếu không bên nào thông báo rút lui. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí năm ngoái, trước khi đắc cử thủ tướng, bà Meloni nói rõ ràng rằng bà không ủng hộ việc ký thỏa thuận năm 2019, rằng bà không có ý chí chính trị để ủng hộ việc Trung Quốc mở rộng ở Ý hay châu Âu. Thủ tướng Meloni nhấn mạnh rằng dù Ý là nước duy nhất trong G7 ký biên bản ghi nhớ tham gia vành đai con đường, nhưng Ý không phải quốc gia châu Âu hay phương Tây có quan hệ kinh tế thương mại mạnh mẽ nhất với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là vẫn có thể có quan hệ tốt cả trong những lĩnh vực quan trọng với Bắc Kinh mà không nhất thiết phải tham gia một thiết kế chiến lược tổng thể, bà nói. Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của chính phủ Ý nói với Reuters rằng Ý ít có khả năng sẽ gia hạn thỏa thuận vành đai con đường. Phép thử đầu tiên về thái độ của chính phủ cánh hữu đối với Trung Quốc là khi Rome soi xét thỏa thuận cổ đông của hãng lốp xe Pirelli, trong đó nhà đầu tư lớn nhất là tập đoàn Sinochem của Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh cuối tuần trước, các lãnh đạo G7 cam kết giảm rủi ro nhưng không tách khỏi Trung Quốc, một cách tiếp cận thể hiện quan ngại của châu Âu và Nhật Bản về việc đẩy Bắc Kinh quá mạnh. Tổng thống Ukraine Zelensky đệ trình một dự luật áp đặt trừng phạt lên Iran trong 50 năm vì cáo buộc nước này hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ ngăn hàng hóa của Iran quá cảnh tại Ukraine và ngăn Iran sử dụng không phận nước này, đồng thời áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt thương mại, tài chính và công nghệ khác đối với Iran cũng như công dân Iran, theo ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Kiev và các đồng minh cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Nga, trong đó có hàng trăm máy bay không người lái, UAV, kể từ khi Moscow mở chiến dịch tại Ukraine. Tuy nhiên, Tehran phủ nhận, khẳng định chỉ chuyển UAV cho Moscow trước khi chiến sự nổ ra. Nga cũng tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa tập kích Ukraine. Ukraine cho biết Nga ngày 28 tháng 5 tiến hành một cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất từ trước tới nay vào thủ đô Kiev, sử dụng 54 UAV do Iran cung cấp, nhưng 52 chiếc trong số này đã bị bắn hạ. Nga và Iran bắt đầu hợp tác quân sự từ năm 2001, song dừng lại vào tháng 3 năm 2016 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết cấm xuất khẩu vũ khí thông thường và công nghệ liên quan đến hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân đến Iran, cũng như cấm quốc gia Trung Đông xuất khẩu vũ khí. Hội đồng Bảo an tháng 8 năm 2023 đề xuất ra hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Iran do Mỹ đưa ra. Sau khi lệnh cấm hết hiệu lực, Nga cung cấp cho Iran nhiều loại vũ khí hiện đại. Iran ngày 10 tháng 3 thông báo nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua tiêm kích Su-35F của Nga. Nga từ tháng 10 năm 2022 tăng cường dùng UAV Zeron 2 tập kích Ukraine. Zeron 2 được đánh giá có kích thước và hình dáng giống mẫu SA-136, khiến phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng UAV tự sát của Iran trên chiến trường Ukraine. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.